Hai, chào tất mọi người nha. Thì ngày hôm nay thì hồi sáng mọi người có xem video rồi. Cái video đó mình quay ngày tối chiều hôm qua. Thì sáng hôm nay mình định quay cái con hú da bò mình mới bắt về ôm cống cho mọi người xem. Nhưng mà nó do nó lạ chỗ rồi, nó đứng nó chỉ có chơi nhấp lên thôi chứ chưa có khởi hiện hết bản năng của nó. Cho nên là mình chưa quay. Với lại hôm qua mọi người cũng nghe mình nói là mình đang gạ một con hú da bò mái đúng không? Thì nói chung là đúng thật sự mà nói là không có gì không mua được bằng tiền mọi người. Nếu mà mua không được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền nha mọi người. Thì mình gạ hoài không được mọi người. Mặc dù mình gạ cũng rất là nhiều tiền rồi nhưng mà không phải. Nhưng mà con cái game này cũng vui lắm mọi người. Thì chắc đợi con đó về mình sẽ cho anh em xem nó là con gì ha. Mình gạ được con khác mọi người. Nói chung là con này thì thuộc dạng cũng là hiếm mọi người, hiếm có, hiếm thấy ha. Và anh em muốn biết con gì thì anh em chào mình đem về rồi anh em sẽ biết nó là con gì ha. Hiện tại thì đại ca Hưng của mình đang đi lấy mọi người. Anh đang đi lấy. Còn thì mình thì đang chờ anh em về thôi mọi người. Đúng ra thì sáng là mình sẽ đi nhưng mà do mình là mình bận mấy chim con ở nhà mọi người. Có chim con là mình thấy không đi đâu được xa không rồi, mình chỉ vòng 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 thôi, cho nên là chim mình bắt thì bắt về hồi khuya luôn á mọi người. Mình đi bắt về hồi khuya là con bò ôm cống đó, thì để chờ nó lên ổn xíu, nó quen chủ quen lòng rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Và mấy con chiếc chài lửa của mình á thì nó cũng có nhiêu đó thôi mọi người, không có gì lạ mới á. Thật sự mà nói là mình cũng chia sẻ anh em này luôn là chim mình bắt giờ á, đúng thiệt anh em cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả mọi người luôn quan tâm và đã hỏi mình về những cái giá những chú chim. Thì thật sự mình cũng đã nói với anh em rồi, chim của mình á là giá nó sẽ cao lắm, cao hơn của những anh em khác rất là nhiều. Chỉ có nó cũng ngang ngửa với lại những người đã nuôi chim rồi thôi. Còn anh em nào mà mới tập chơi á thì thật sự mà nói là anh em nên ra bữa chim anh em lựa con tận mắt thì nó chơi sẽ ok hơn. Còn nào anh em nào mà tin tưởng mà giao hết trách nhiệm cho mình á thì thật sự mà nói là mình cũng không dám nhận đâu. Mình chỉ có con chim nó như thế nào mình sẽ tả hình dáng vóc dáng nó như thế đó thôi cho anh em. Còn cái việc mà bao bảo hành á thì thật sự mình sẽ làm cái chuyện đó, có nghĩa là mình bao móng mỏ tặt lỗi cho anh em là con chim đó móng mỏ mắt mũi đầy đủ, ngoài ra là nó không có bị vấn đề gì hết. Rồi nói chung là giờ cái con chim đó là nó không có bị như là về nhà anh em mà lỡ như nó có chết hay trong đường quá trình đi giao nó có chết thì mình sẽ là người chịu trách nhiệm, chứ mình không có hoàn mình không có phải là xong rồi mình trói bỏ hết nha mọi người. Cho nên mọi người lưu ý giúp mình là những con chim của mình đều vào bao những cái như thế. Mọi người anh em về bắt chim ra mà cảm giác mà nó thấy nó không ưng ý á mà nó bị chết ngay tại chỗ hay gì đó thì một á là mình chịu, hai là anh em thích cưa đôi thì cưa đôi bình thường không sao hết, nhưng mà thường thì sẽ là mình chịu nhiều hơn. Với lại một cái nữa, ví dụ anh em mà trong quá trình nuôi á mà có vấn đề hay sự cố gì á anh em chia sẻ lại với mình, chứ anh em anh em làm xong rồi anh em hỏi mình thì mình cũng hết biết cách để mình chữa trị như thế nào. Với lại một cái nữa, anh chơi anh em phải biết giùm mình là con chim nó khi nào nó bệnh hay là cái gì đó, chứ không phải là con chim nó cứ đi phân trắng là anh em nghĩ nó bệnh, không có nha. Với lại một cái nữa thì chim mình vừa về á thì anh em quan tâm á thì mình không nói tới, nhưng mà anh em hỏi mình một lần hai lần ba lần thì cũng quá ok rồi. Và anh em hỏi lần thứ tư thứ năm mà anh em vẫn chưa bắt á thì mong anh em hạn chế giúp mình chỗ đó. Tại vì con chim của mình á, anh khi một khi mà những con chim rẻ anh em không bắt nổi thì làm sao những con chim mà đuôi dài anh em có tiền rồi anh em bắt mà anh em cứ hỏi mình rồi làm như thế á, là rất là mắc duyên của con chim của mình. Thì thật sự từ ngay từ lúc đầu đến bây giờ thật sự nó đúng y cái con chim đó mà anh em vứt một cái một là dính tới bây giờ luôn mà mình không bán được. Mình không biết lý do vì sao nha, mặc dù mình bán rẻ, mặc dù ví dụ mình bán thanh lý cũng bị dính luôn cái trò đó, mọi người dính mình không biết tại sao nha. Em hỏi giờ ba con nó 1 triệu tại sao nó lại 1 triệu, thì nói chung là mình thích mình bán vậy thôi, rồi tại sao ba con nó 1 triệu tư thì lý do vì sao nó, thì mình không thích nuôi nữa thì bắt đầu mình muốn dọn lòng mình sẽ bán như thế, mình bán rẻ để nhanh thôi chứ không có gì hết. Mọi người đợi em xíu nha, có điện thoại. Thì mình cũng chia sẻ với lại tất cả mọi người cũng như thế để mọi người hiểu hơn. Không phải là tự nhiên những con chim đó anh em nói á, ở ngoài vườn chim á nó có 200-300 ngàn, thì thật sự nó tất cả cái video mình đều nói anh em, thì anh em có thể là ra bữa chim anh em mua nó sẽ rẻ hơn. Mình đều khuyên anh em mà, chứ đâu phải là mình nói con chim mình dạy anh em mua đi, anh em nên mua chim của mình đừng nên mua chim người khác. Không, mình có bao giờ mình nói như vậy đâu, anh em thích anh mua thôi à, chứ anh em nó chơi gì mà
Còn mình thanh lý đó, chim của anh em khác đó, mình thanh lý người ta nói như thế nào mình nói như thế đó thôi, chứ không phải đây vải con chim 4 triệu một kháng hót là một tiếng. Thì nói chung là con chim đó nó vừa mới xong lông thì anh sang anh chia lại như vậy, nhưng mà cũng có người ta đã bắt rồi, chứ đâu phải là mình đi về là mình làm một cái trò mèo gì đó để mình kiếm tiền kiếm lời từ đó đâu mọi người. Anh em cho nên rất là nhiều cái mình chia sẻ, mong anh em hiểu cho mình. Thật sự nói anh em hỏi á, thì nhiều lúc có những con mà mình bán rẻ anh em không mua nổi, thì thật sự nói mình nghĩ đến nỗi mà giờ các anh em cứ đắn đo suy nghĩ rồi tới kiếm mấy con đuôi dài, anh em cứ hỏi. Thật sự nói hỏi một lần hai lần mình vẫn trả lời bình thường, anh em hỏi lần thứ tư thứ năm thứ sáu mình vẫn trả lời bình thường, nhưng mà sợ mình lại lúc đó là mình sẽ khuyên anh em một câu là trời ơi, khi nào anh em nha, thậm chí anh em muốn bắt thì anh em nói giùm mình, chứ thật sự cứ hỏi xuống như vậy á, mình thậm chí cái thời gian của mình cứ cầm điện thoại lên mình nghe mình trả lời, hay mình nhắn tin mình trả lời mấy cái cứ hỏi qua hỏi lại hỏi tới hỏi lui hỏi giống như dạng là dò giá để nhà mình bán chim vậy. Còn nếu mà anh em mà bán chim anh em muốn dò giá thì anh em hỏi giờ tôi muốn có con chim vậy muốn dò giá như thế nào, thì nói chung á chim á thì của anh em có như thế nào anh em bán như thế đó. Còn khích người ta nói chung là người ta khích thì người ta sẽ chơi à, anh em đừng có nghĩ tới cái việc là giờ mày bán vậy tao bán rẻ hơn mày xíu để dễ ra hơn, thì cái đó là đúng, thì tất nhiên là người ta sẽ đi tìm hiểu. Nhưng mà đặc biệt một cái á, anh em có uy tín hay không, nếu mà anh em uy tín là dù anh em bán cao hay bán mắc bán rẻ kiểu gì người ta cũng sẽ mua. Còn ở mình á thì mình chủ yếu là mình không bán được mình vẫn nuôi bình thường không sao, mà mình nuôi càng lâu thì giá trị con chim càng lại càng lên, cho nên đó là cái lý do vì sao mà mình không đăng giá công khai lên từng con. Có những lúc á anh em cứ kêu không ngồi chờ thanh lý, thì đúng rồi chờ thanh lý thì anh em lúc đó anh em phải mua, mà một khi mình thanh lý rồi anh em lại hỏi tại sao rẻ quá tại sao mắc quá, nó cũng có rất là nhiều bất cập. Mình cũng không nói chung mình nói mà mình không có thể nào mình diễn tả hết được những cái cảm giác của mình nhận được. Mình phải có điện thoại đúng không? Đó bởi vậy nhiều khi mình nói thì mít lòng anh em. Thật sự mà nói là nhiều khi á anh em hỏi mình á tại sao kênh mình á lượt view càng ngày càng tăng mà lượt xem thì đôi khi là ít, nhưng mà lại xem những cái mà mình sao ta, mình thanh lý chim á thì anh em lại xem rất là nhiều, mà mình cũng không biết tại sao. Thì nói chung đó là do anh em thích anh em xem thôi, tại vì thường thì thanh lý người ta sẽ thích hơn là để có nói chung là không muốn bỏ tiền nhiều để muốn có những cái chim đó, thì lâu lâu mình sẽ thanh lý như vậy mọi người, chứ không phải là mình nói chung là mình cũng hết tiền thì mình sẽ không thanh lý đâu, mà mình có tiền mình sẽ thanh lý cho anh em chơi chứ không có vấn đề gì hết. Anh ví dụ mình bán con này thì mình lời một chút, thậm chí là mình ví dụ mình đi làm kinh doanh cái khác thì mình có tiền thêm vô thì mình sẽ thanh lý mấy cái rẻ rẻ ra cho anh em chơi, chứ không có gì hết. Nó lại một cái nữa thì thật sự nó mình là dân chơi chim mà chứ không phải là mình dân bán buôn bán chuyên nghiệp đâu mọi người. Nếu mà buôn bán chuyên nghiệp quá thì mình sẽ mở một cái trại và mình sẽ có mướn một dàn ekip để quay cho mình hay này kia. Mình muốn làm chủ yếu đó, mình thì cái kênh của mình lập ra cùng với lại tất cả mọi người đó, là chia sẻ đam mê, và cái hai nữa là mình biết cái gì mình làm cái đó, giống như là mình chia sẻ cái kiến thức mà về chăm những cái chim non nè và nuôi chim đẻ như thế nào nè, mình chia sẻ với anh em như thế thôi. Còn nếu mà anh em nói mình cạnh tranh với người khác thì thật sự nói mình không phải là mình cạnh tranh được với người ta đâu. Rồi vựa chim của người ta bán thì nó sẽ khác với mình, là người ta sẽ có đầu sâu với chứng kiến cầu cào là họ bán rất là nhiều thứ ngoài ra, cho nên là họ nhập những con chim rất là rẻ tiền, họ không có cần phải nhất thiết là phải là bắt thợ họ là phải nuôi lâu hay gì đó, cho nên giá chim của họ rất là rẻ. Cho nên là mình khuyên anh em ra vựa chim anh em mua tại cái đó, cho nên là tại sao những cái kênh YouTube khác về vựa chim thì người ta bán rất là nhiều, tại vì ta nhập rất là nhiều dòng. Còn riêng mình anh em thấy coi coi rất là nhàm chán, cái tối ngày cứ khú với lửa than, lâu lâu có con này con kia chơi thôi, ngoài ra không chả có gì hết, chán không? Thì thật sự nói đúng là chán thiệt, nhưng mà mình thì chủ yếu là mình quay để nói chung là để có mỗi ngày cho anh em cùng xem cho vui, chứ không có nhất thiết là phải là bắt buộc anh em phải xem hết video của mình để mình kiếm tiền từ YouTube. Thì thật sự nói một cái video của mình đăng nó chỉ có không chấm mấy đô thôi mọi người, chứ không được. Nếu mà anh em xem cho của mình được 100.000 like gì 100.000 lượt xem á thì có thể là như mấy kênh khác á, mình còn kiếm tiền được. Cho nên mọi người thấy không, nhiều cái kênh YouTube họ bây giờ chim cảnh á mọi người thấy không, toàn là họ sẽ vòng qua vòng lại với nhau, không là họ chủ yếu là họ sẽ chia sẻ với nhau là thì anh em bên này sẽ qua anh em kia xem đó, như vậy thì lượt xem của họ sẽ là nhiều hơn, tương tác sẽ nhiều hơn. Còn mình thì mình không có giao lưu quảng cáo kênh gì cho ai hết mọi người, cũng ai nấy chơi à. Thì lâu lâu thì mình có đi chỗ này chỗ kia
mình thấy nó lạ thì mình chia sẻ với anh em. Còn cảm giác mà mình thấy nó không thực tế và nó không chính đáng thì mình sẽ không bao giờ mình quay, mình chia sẻ với anh em bất cứ cái gì hết. Mà mình thì mình không thích làm như vậy. Nói chung mà làm như vậy thì có nhiều khi giống như dạng là mình bia mấy cái mà gọi là nó quá đáng, nó không có đúng với sự thật, mình cũng không thích. Nói chung mà chơi thì với lại anh em kêu mình tấu hài một xíu, rồi cái mặt mà này của mình mà anh em kêu hài nữa thì thôi bó tay, mình cũng không biết hài kiểu gì luôn á. Thì nếu mà được thì mình có thể là mình làm mấy cái kênh giống như Quế Nghịch đó mọi người ha. Quế Nghịch chỉ có là vòng vòng xây những cái AV, thì tại kênh của bạn đó là một lần xem có thể là 1 triệu view đó, cho nên là 1 triệu được xem, mọi người nghĩ là biết bao nhiêu tiền mà nói, thì họ sẽ đầu tư những cái nó sang trọng hơn và những cái ấy hơn. Và cho nên mọi người thấy xem những cái video của bạn Quế Nghịch đó là phải chăm chút từng ly từng tí và sử dụng rất là nhiều máy móc để quay, và có những cái khía cạnh đó hết, cũng giống như cái kênh của Bảy Ăn đó mọi người. Cái kênh đó rất là hay, và anh đó anh làm về chim, anh đi săn bắt, anh đi làm tắt lá sa ngọc đó, thì anh em kêu mình thì làm theo giống y chang như thế. Thì thật sự đó, thời gian của mình chăm chim còn không có nữa, anh em kêu đi làm những cái video đó thì sự. Cho nên là mình ngồi mình vòng vòng như này, mình nói dốc với anh em chơi xíu, hồi mình đứng lên mình cho mấy chim ăn thay nước đầu vậy thì nó tiện hơn. Giờ ví dụ mình đi ra ngoài khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ là mình phải chạy về, chứ mình không có thể nào mình đi lâu được, bỏ tụi nó thì rất là. Nói chung là vòng vòng nhà cũng có thể là rắn rít nè, là con này con kia nè, nó vào nó quậy nó phá. Cho nên là cái mùa sinh sản là cái mùa là cực nhất luôn. Nếu mà chỉ có những anh em nào mà chơi rồi anh em sẽ biết được cái cảnh và cái nỗi khổ của cái người mà chăm chim mà lúc cái mùa sinh sản rất là cực. Vừa phải là canh nước để thai nè, trong ngồi không là sâu giới phải chăm liên tục. Mình không, ví dụ là nó có những con sâu giới hay là gì đó nó bị nhiễm hay gì đó, nó sẽ giặt nó quăng ở đó thì như vậy sẽ cuốn hút kiến nó vào nè đó. Anh em phải tìm cách để trị những cái con đó nữa. Cho nên là cái thời gian á là quanh quần với tụi nó khá là nhiều, chứ không có thời gian đâu mà để rảnh rỗi mà đi kiếm chuyện hay là đi quay đi này kia mọi người. Chủ yếu cho nên là mọi người kêu mình á đi ra ngoài uống ly cà phê hay là nói dốc một xíu, mình chạy xíu thì mình cũng chạy về, còn không thì anh em tới nhà mình chơi xíu, mình cũng không có ngồi tiếp được lâu nữa. Nếu mà có ba ở nhà thì ba mình sẽ là người tiếp và nói chuyện với anh em, chứ không phải là anh em nói là khinh người gì ở gì trọng người giàu mà khinh người nghèo, không có mọi người. Và sợ mà nói nhiều khi mà nói không phải là mình nói nha, người nghèo họ mua chim lẹ hơn người giàu á. À, mình nói mà em mình nó cười luôn rồi ha. Thật sự mà nói là như thế luôn. Mấy anh em mà mình không biết sao nha, mình nói thì có đụng chạm hay không thì mong anh em thông cảm nha. Thật sự mà nói là như thế. Những anh em mà mình thấy anh em mặc đồ sọc sệt mà quần áo này kia, anh em công nhân đồ, mình thấy anh em mua rất là mau lẹ. Cho nên là anh em thấy cái những lúc á, mình thì mình không có khinh ai mà hạ trọng ai hết, ai cũng như ai hết. Đừng có nghĩ là bây giờ tao mua mày chim mấy trăm triệu hay gì đó, mình bắt buộc mình phải là cơm bưng nước gót hay là bưng ghế xách ghế cho ngồi, không ai cũng như ai hết mọi người. Đối với mình là chơi là đam mê, và anh em nào cũng như nhau hết. Anh em không phải là anh em có tiền anh em chơi là anh em mình phải nể anh em đó, hoặc là anh em không có tiền chơi thì mình lại không nể anh em đó. Ai cũng như ai hết, đối với mình là bằng nhau hết, cùng là anh em đam mê chim chứ không phải là phân biệt giai cấp. Cho nên là nói chung là video này là đúc kết những cái mà mình ấm ứ mình buồn bực mình chia sẻ với anh em như thế thôi. Với lại cái này nữa là mình nói chung là chim nó đẻ, anh em cứ hỏi mình xuống là khi nào nó đẻ thì mình không biết được khi nào nó đẻ đâu. Kêu mình cho thời gian cụ thể chính xác thì mình không phải là mình cho được, mà cậu kêu mình phóng đoán mình cũng không có nào phóng đoán được. Nhưng chim đó mọi người thấy không, nhớ mình ghép 2 năm không đẻ là không đẻ, giờ làm sao nó lót ổ lót cậy nó cũng đâu có đẻ đâu. Cho nên là em nói giận lót ổ mà khi nào nó đẻ thì làm sao mình biết khi nào nó đẻ đó. Cho nên là nhiều lúc mà kể thì vui như vậy thì nói vậy thôi, chứ giờ mình nói anh em kêu cho nhắm chừng đấy, nó nuôi nhiều không em không biết. Còn có anh thì cũng khá là vui, nó chửi mà luôn, nói chung là chửi tục xong á, nhà mình nuôi chim không lẽ không có chim để bán. Nó ủa đâu phải là nhà mình nuôi chim đẻ là có chim, lúc nào cũng có chim để bán đâu. Nhà mình nuôi chim nó đẻ, chứ không phải là nhà mình nuôi máy in để in chim cho nó đẻ. Nếu mà mình nhà mình nuôi máy in mà mình in ra được như thế, mình in ra mình tặng anh em luôn, chứ mình không có cần phải là mình bán mình chia lại đâu. Cho nên là nói chung là
Thấy anh em phải gặp như mình anh em mới biết là một ngày mà chừng 10 khách mà hỏi không mà không có gì hết là buồn khúi ruột luôn á. Thật sự đó là buồn buồn lắm luôn á mọi người. Hồi nãy thì mình tính like trực tiếp để mình chia sẻ với mọi người chơi. Nhưng mà mình nghĩ thì nếu mà like thì giờ này thì anh em đang làm thì có thể là nó sẽ báo không báo tin nhắn cho anh em rồi thế này con kia thì nó rất là phiền của anh em, cho nên là mình không có like, chứ đúng là mình định like á, có thể là chiều nay mình sẽ like mình chia sẻ mà cũng biết được nữa. Còn không thì sau này vẫn cũng sắp tới ngày nay ngày thứ tư thứ năm rồi, là ngày mai hoặc ngày mốt là mình sẽ bắt ổ chứ cho lửa kia ra. Rồi xong rồi tới cái ổ trên nữa thì mình sẽ bắt ra mình quay, thì lúc đó chứ khỏi là mình ngồi chăm tụi nó, mình sẽ quay vừa like mà vừa chia sẻ và vừa quay cho anh em xem luôn. Nó cho nên là nhiều khi là mình nói thì anh em không tin, thì có những cái thì anh em cứ xác thực lại được mà dễ lắm, không có gì hết. Thì anh em chơi, đối với những người mới chơi thì họ nhìn họ sẽ không biết gì hết, còn anh em chơi lâu rồi anh sẽ biết được và nhìn nhận ra nó như thế nào. Và nói chung á, làm YouTube để kiếm tiền nó khác với lại làm YouTube mà để kinh doanh hay là chơi bời gì đó mọi người. Cho nên mọi người thấy có những cái kênh YouTube mọi người xem nó rất là nhiều lượt view và lượt xem, và họ sẽ tấu hài và những làm cái pha trồi trong đó và những cái trò lố bịch mọi người thấy không, càng lố thì người ta sẽ càng xem và càng chửi nhiều thì người ta sẽ có được lượt view rất là nhiều. Còn mình thì giờ mình chủ yếu là để làm như thế. Ở kênh mình mục đích mình lập ra là mình chia sẻ thôi, chứ mình không có kênh mình mục đích lập ra mà để là câu view kiếm tiền mọi người. Cho nên là mặc dù là kênh mình đây mọi người kiếm tiền là phải kiếm tiền chứ mọi người, kiếm lại vớt vát đồng nào hay đồng đó chứ không phải là không có. Thì thật sự nói nếu mà anh em thương anh em xem nhiều thì mình có tiền nhiều, nếu mà có tiền nhiều mình sẽ đầu tư nhiều và mình sẽ làm được rất là nhiều thứ để mình chia sẻ với anh em. Giống như anh em coi xem mấy kênh như là Lâm Vlog. Nếu mà mình nghĩ chắc mấy anh em lớn tuổi sẽ không xem đâu, còn mấy người nhỏ tuổi mà kiểu như mình đậu lại thì chắc có thể là xem kênh này rất là nhiều. Mọi người thấy không, một cái video anh ta đầu tư ra, nói chung là bằng tuổi như mình đầu tư ra cũng phải là mấy chục triệu, và lượt xem cả phải cả triệu view người ta mới dám đầu tư như thế, còn lượt xem như mình ai dám mình đầu tư đó. Mọi người thấy không, ngồi quay video nãy giờ thôi á mà bao nhiêu đó cuộc điện thoại. Mọi người mỗi ngày mà trưa mình ví dụ giờ làm miếng mà đi phước hơn, mà mọi người xem hai con mắt của mình nè, nó sưng chụp bầm luôn, từng một mí mà thành hai mí luôn, mọi người biết rồi đó. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây ha, thì anh em nào thích cái nào thì alo cho mình thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Nếu mà bữa nay mình có nói cái gì sai hay là cái gì nó không đúng ý thì mong anh em bỏ qua giúp mình. Và còn nói chung là kênh của mình thì nói chung nó cũng không phát triển lắm, và mình rất là muốn anh em cùng với mình là chia sẻ tất cả những kinh nghiệm của tất cả mọi người để mình cùng nhau chia sẻ hết. Cho nên là những cái mà mình làm có, nếu mà anh em chứng minh được rồi thì anh em quay video gửi mình sẽ quay và mình sẽ làm cái video đó mình đăng, mình chia sẻ với lại tất cả mọi người. Có thể là từ đó và anh em có thể là làm ra giống như chú chim một chân là vẫn có thể là đập máy đẻ bình thường, chim mù hai mắt cũng có thể đẻ bình thường ha. Hoặc là mù một mắt vẫn có thể đẻ, nói chung là mù một mắt mờ một mắt thì vẫn ở đẻ bình thường, giống như cái ổ đó của mình là mình đều chia sẻ được với anh em hết nha. Chứ không phải là con nào nó cứ có vấn đề gì đó là lại không ghép đẻ được hay là gì đó hết nha. Cái nào mà không được thì mình sẽ chia sẻ không được, cái nào mà được lại được, riêng với lửa thì sẽ được nha. Còn khú mà khú trống một chân coi như là xong mà, nhưng mà trống một chân sẽ không được, nhưng mà máy một chân lại được nha. Anh em lưu ý cho mình nha, khú máy một chân được nha, khú trống một chân không được ha. Mỏ mi cũng thế, chè hang cũng thế nha, chỉ có một chiếc chè lửa thì lửa trống một chân thì ok nha. Giờ mình có thể cướp với chè tay hang, chào tạm biệt tất cả mọi người nha.